Hôm qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Kiều Oanh, 47 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, hiện là phó trưởng ban tại một đài phát thanh truyền hình, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin này sẽ mở đầu cho bản tin số 18 giờ hôm nay. Việc bắt Phạm Thị Kiều Oanh là mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Ngô Văn Tới, 40 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, tổng thư ký tạp chí Văn Hiến Việt Nam cầm đầu. Trước đó khoảng tháng 5 năm 2021, bà Lê Thị Hát, 53 tuổi, ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, có một tàu cát bị lực lượng chức năng tạm giữ. Qua người quen giới thiệu, bà Hát đã đưa cho Tới 1 tỷ đồng để lấy tàu về. Sau khi nhận tiền, Tới giao Oanh đưa 500 triệu đồng và tự tay đưa thêm 200 triệu cho đối tượng Hùng để lo việc nhưng không thành. Bản thân Oanh sau đó đưa thêm 50 triệu tiền cá nhân cho Hùng. Do không xin được tàu, đòi tiền các đối tượng không trả, bà Hát đã báo cơ quan công an. Mới đây, một lãnh đạo thành phố Hội An, Quảng Nam đã phải nhờ đến cơ quan công an điều tra, làm rõ đối tượng giả mạo tài khoản mạng xã hội của mình, sau đó nhắn tin cho nhiều người để mượn tiền. Người bị đối tượng sử dụng hình ảnh để tạo tài khoản mạng xã hội giả mạo là ông Trần Ánh, bí thư thành ủy Hội An, tỉnh Quảng Nam. Theo ông Ánh, đối tượng truy cập vào trang cá nhân tài khoản thật của ông và một lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hội An để lấy thông tin hình ảnh cá nhân, rồi tạo tài khoản Facebook, Zalo giả. Sau đó đối tượng kết bạn với nhiều người trong danh sách bạn bè, chủ yếu trong nội bộ cơ quan, nhắn tin hỏi thăm để tạo lòng tin, rồi hỏi mượn số tiền lớn hoặc chuyển tiền để phục vụ công tác của cơ quan. Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang truy xét PDN sinh năm 1977, trú tại phường 22 để làm rõ hành vi phóng hỏa đốt nhà của chị họ trong một con hẻm. Theo đó, lúc 13 giờ 11 ngày 22 tháng 3, ông N đến trước nhà bà HTHK, sinh năm 1973, chị họ của ông này, bật lửa châm cháy khu vực cửa nhà. Thời điểm xảy ra sự việc, cả nhà bà K nghe tiếng động lớn ở cửa nên ra kiểm tra thì phát hiện ông N bật diêm đốt. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bùng phát, bao trùm toàn bộ phần cửa nhà, cũng là lối ra duy nhất của căn nhà. May mắn, hàng xóm đã kịp mang bình cứu hỏa dập lửa, giải cứu gia đình bà K. Tại hiện trường, công an thu giữ một can nhựa 2 lít có mùi xăng, hai hộp quẹt. Kiểm tra hình ảnh camera, công an phát hiện N điều khiển xe máy cầm theo bình xăng dừng trước nhà bà K, tạt vào cửa rồi châm lửa đốt, sau đó bỏ chạy. Được biết, N sống cách nhà bà K vài căn, từng đe dọa đốt nhà. Đêm qua, trên địa bàn xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra vụ lật đò khiến hai mẹ con mất tích. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 3 phút hôm qua tại bến đò khu chợ xã Xuân Vân. Lúc đó trời đang mưa, trên đò có 6 người. Do nước sông Gâm dâng cao kèm theo nhiều rác đã cuốn chặt vào bánh lái, khiến đò mất điều khiển trôi tự do. Khi đò trôi vào bờ tre bên mép sông thì bị lật, 4 người may mắn bám vào bụi tre thoát chết. Chị TTH sinh năm 1992, trú tại thôn Đồng Tài, xã Xuân Vân, cùng con 5 tuổi, hiện vẫn đang mất tích. Mới đây, camera hành trình của xe ô tô đi phía sau đã ghi lại được một tình huống giao thông khiến người xem đứng tim xảy ra ở Nghệ An. Trong đó, thì tài xế xe buýt đã có cú đánh lái xuất thần, cứu sống cô gái đi xe máy. Theo clip, vào lúc 14 giờ 03 phút ngày 20 tháng 3, trên quốc lộ đoạn đi qua xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, chiếc xe buýt màu cam đã vượt lên phía trước chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình. Cả hai xe ô tô đều đang lưu thông với tốc độ trên 60 km/h. Tuy nhiên, khi xe buýt vừa vượt qua thì chao đảo, đánh lái tránh va chạm với người phụ nữ điều khiển xe máy ở phía sát đầu bên phải của xe buýt. Sau vụ va chạm hụt, người đi xe máy vừa đi vừa nhìn ngó đuôi xe của mình rồi đi thẳng, bỏ lại tài xế có camera hành trình và cả những hành khách trên chiếc xe buýt đang thất thần chờ nhịp tim trở lại bình thường. Quả, cây, hạt thuốc viện là hàng cấm, tuy nhiên hiện nay nhiều người vẫn liều lĩnh bất chấp buôn bán lại hàng hóa này trên Internet. Theo chính sách thương mại của mạng xã hội Facebook, việc mua hoặc bán sản phẩm kê đơn hay chất cấm và dụng cụ để sử dụng chất cấm, bao gồm cả cần sa và các sản phẩm liên quan đến cần sa, là hành động vi phạm chính sách thương mại và tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook. Tuy nhiên, các cao thủ bán hàng cấm dễ dàng vượt tường bằng cách đăng tải hình ảnh để bán quả thuốc phiện, nhưng phần tên được đặt khác đi như táo mèo vụ xuân năm 2022, táo mèo Hà Giang đến táo mèo Yên Bái, táo mèo cuối vụ. Điều đáng nói, nhiều người vẫn nghĩ đơn giản là bán một thứ quả ngâm rượu hiếm có, cấm trồng, nhưng thực chất đây là hành vi phạm tội buôn bán ma túy. Mạng xã hội hiện đang xôn xao trước câu chuyện ly kỳ về một người thanh niên người Việt một mình chèo thuyền cao su từ Thái Lan định vượt biển sang Ấn Độ để gặp vợ do bị xa cách 2 năm vì dịch Covid-19.
Theo đó, vào trưa qua, ngư dân Thái Lan phát hiện một người đàn ông chèo thuyền hơi cách đảo Similan 14 km nên đã báo cho Hải quân Thái Lan. Người đàn ông này sau đó được xác nhận tên là Hùng, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Hùng cho biết anh quyết định bay từ Việt Nam đến sân bay Suvarnabhumi, Bangkok vào ngày 2 tháng 3, định quá cảnh đến Ấn Độ nhưng không có thị thực nhập cảnh nên đã đi xe buýt từ Bangkok xuống Phuket, mua một chiếc thuyền bơm hơi và chèo thuyền rời khỏi từ ngày 5 tháng 3. Khi được tìm thấy, Hùng đã lênh đênh 18 đêm trên biển. Lực lượng chức năng sau đó đưa Hùng tới văn phòng công viên quốc gia để hỗ trợ thêm. Không chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng, Cờ Lò còn là nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử quý giá. Du khách đến nghỉ dưỡng ở Cờ Lò, ngoài thú vui tận hưởng đặc sản miền biển, còn có dịp chiêm ngưỡng các danh thắng, tham quan các điểm du lịch tâm linh. Những công trình này là điểm đến lý tưởng cho những du khách có nhu cầu gửi gắm đời sống tâm linh và tìm hiểu, khám phá mạch nguồn văn hóa của khu du lịch biển nổi tiếng miền Trung. Đó là đền thờ Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí, bậc khai quốc công thần thời Hậu Lê, người có công lao lớn trong sự nghiệp Bình Ngô của vua Lê Thái Tổ. Đền Vạn Lộc thuộc phường Nghi Tân, thờ tử Thái úy quận công Nguyễn Sư Hồi, sinh năm 1444, mất năm 1506, con trai trưởng của Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí, có công lớn trong việc giúp triều đình nhà Lê đánh đuổi giặc ngoại xâm và an dân. Đền Mai Bảng thờ các vị thần cai quản vùng sông biển. Đền Làng Hiếu thuộc khối Lan Thịnh, phường Nghi Hải là nơi thờ Đức Thánh Mẫu, thần Cao Sơn, Cao Cát, Sát Hải Đại Vương, Hoàng Tá Thốn và thờ Phật. Trong khuôn viên đền hiện có 88 ngôi mộ cá voi hay còn gọi là cá ông. Đến đây thì thời lượng của bản tin số 18 giờ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.